Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Mẹ Kế Là Phù Thủy của tác giả Trần Linh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy bỏ một thao tác nhỏ ra nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mẹ Kế Là Phù Thủy, tập 2. Ông nội nghe bà Nga nói xong kế hoạch mở quán nhậu, mà địa điểm mở là cái dãy chuồng lợn ở ngoài ao cá. Bà ấy định không chăn nuôi lợn nữa mà sơn sửa lại thành quán nhậu để kiếm tiền. Bố ngồi lặng im không nói gì, còn ông nội thì giận dữ quát mắng: "Ê, anh chị định làm cho cái làng này cười vào mặt gia đình này sao? Bán cái gì không bán mà lại bán thịt chuột? Nó là con vật rất dễ lây nhiễm bệnh. Nói gì thì nói, tôi cũng không đồng ý đâu." Ông nội quay về phòng nằm nghỉ. Bố cũng bảo với bà Nga rằng mình không đồng ý, vì làng này xưa nay không ai đi ăn thịt chuột hết. Hồi xưa nghèo khổ là như vậy, cũng chưa có ai ăn. Vậy mà bây giờ bữa cơm nào cũng thịt cá đầy mâm, lại đi bán thịt chuột thì ai mà mua. Chưa mở thì đã thấy mùi thất bại. Bố xua tay nói: "Thôi thôi, bà bán cái gì thì bán, ai lại bán thịt chuột chứ? Tôi nghe không có khả quan đâu. Hay là bà bán cá giống, giống như mẹ thằng Hùng lúc còn sống đi. Tôi thấy lời cũng ổn mà. Một tay cô ấy nuôi cả nhà, và tôi thì..." Bố nói đến đây thì thở dài không nói tiếp nữa. Đây là lần đầu tiên bố nhắc tới mẹ, ghi nhận công sức của bà đóng góp cho cái gia đình này. Bà ngang nghe xong thì hậm hực ra mặt, mặt mày sưng sỉa như cái thớt. Một lúc sau bà ta lại nói: "Ý tôi đã quyết thì không ai cản được đâu. Còn nữa, tôi sẽ chứng minh là mình không bao giờ thua chị ta. Cứ chờ đó đi." Vừa nói, bà Nga vừa nhìn lên di ảnh của mẹ, tỏ rõ sự tức giận ghen tị trong đôi mắt. Ông nằm trong phòng nghe thấy bà ta nói như vậy thì ném luôn chén trà ra ngoài phòng khách mà thị uy: "Chị tưởng mình là ai trong cái nhà này? Bất đắc chỉ tôi phải chấp nhận chị thôi. Nếu như chị tử tế đàng hoàng bước vào trong gia đình thì tôi không nói gì. Nhưng mà đây thì..." Ông ngừng câu nói, ho khụ khụ mấy cái, giọng mệt mỏi nói chắc như đinh đóng cột: "Trừ khi nào tôi chết thì anh chị muốn làm cái gì thì làm. Tôi còn sống, cứ để cái dãy chuồng lợn ở đó cho tôi, không có quán xá gì hết." Bà ta không trả lời, chỉ im lặng mà suy nghĩ trong đầu. Là ông nói đó, xem ra ông muốn chết rồi. Vậy thì tôi cho ông toại nguyện. Và tuyệt nhiên bà ấy không nhắc tới cái chuyện này trước mặt ông nữa, nhưng sau lưng thì vẫn âm thầm cho bọn thằng Thanh đi thu mua chuột. Bà ta bảo mua càng nhiều càng tốt, không hạn chế số lượng. Chuột to giá cao hơn chuột nhỏ. Chỗ nhốt chuột sẽ là mấy cái lồng sắt được bà ta đặt làm rất hoành tráng, đặt trên gác của chuồng lợn. Nhìn đám chuột lúc nhúc chạy loạn xạ trong lồng, cắn nhau chi chích nghe đã ghê rợn. Không phải rợn như gặp ma, mà là cái rợn của sự kinh tởm, rợn người vì chúng là loài dơ bẩn. Cũng sau ngày đó thì ông nội của tôi bắt đầu đổ bệnh. Trời vừa chớm thu, ông ho ngày một nhiều hơn. Mới đầu ai cũng nghĩ là ông ho theo thời tiết, với lại đang vào mùa thì những người già như ông rất hay ốm vặt. Cô tôi thương bố mình đau ốm, cũng hay chạy qua nhà tôi chăm ông, mua cho ông mấy liều thuốc để uống. Sau mấy ngày không đỡ, cô bảo để cô chở ông đi bệnh viện khám, nhưng ông không chịu, một mực đòi ở nhà vì sợ bác sĩ bắt nhập viện. Cứ thế mà bệnh tình trong người ông ngày một nặng hơn, nhưng không ai hay biết. Ông thì một mình âm thầm mà chịu đựng. Một hôm kia, ăn cơm tối xong, ông vào trong phòng nằm ngủ, bỏ luôn ấm trà thằng Hùng nấu hồi tối cũng không uống. Nó thấy ông dạo này hay bỏ thói quen cũ thì cũng lấy làm lạ. Xong rồi nó nghĩ chắc do ông bệnh, ngồi ở đây gió mái lùa vô sẽ lâu khỏi bệnh. Nó mở cửa ngó vào tính hỏi ông có cần cái gì nữa hay không, thì tiếng ngáy khò khè mệt nhọc như đứt quãng của ông vang lên bên giường, làm cho nó chùng chân khựng lại.
Nghĩ ông ngủ rồi, nó đành đi ra không dám đánh thức. Nó quay về phòng, đóng cửa lại, tắt bớt đèn đi, mở chiếc đèn trên bàn rồi lấy sách ra đọc. Trời khuya gió lên. Đêm hôm đó, thằng Hùng ngủ khuya lắm. Nó ngồi học mà ngáp vắng ngáp dài, lưỡng lự mãi một lúc mới chịu xuống giường nằm. Thế mà vừa đặt lưng xuống, nó lại ngồi bật lên, khi nghe có tiếng gì đó lục cục trong nhà, y như tiếng ai đó xô đẩy vào chiếc ghế. Nó im lặng, nín thở để nghe cho rõ cái tiếng động đó thêm một lần. Và thật kỳ lạ là tiếng động ban nãy giờ đã lặng thinh. Nó chồm dậy với cái nút công tắc bật đèn lên, ngó đầu ra ngoài phòng khách thì chẳng thấy gì. Phòng của ông nội với phòng bố đã tối om. Nó nghĩ giờ này bà Nga đã cúng xong và đã đi ngủ rồi, thì lại thục vào tắt đèn, leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng ngang người, nó chìm sâu vào giấc ngủ say. Gió mỗi lúc một lớn hơn. Chẳng biết ngủ được bao lâu, Hùng lại giật mình tỉnh dậy. Tiếng cửa sổ va đập vào nhau rầm rầm làm cho nó ngốc đầu lên. Cơn ngái ngủ khiến cho nó mệt mỏi, uể oải đứng dậy đi đóng các cửa sổ lại. Bước chân của nó nặng trĩu, lết từng bước thật mệt nhọc. Vừa đi vừa lèm bèm trong miệng: "Ôi, chắc sắp mưa đây mà, gió lớn vậy còn gì." Đúng như thằng Hùng nghĩ, một cơn mưa đầu mùa sắp sửa đổ xuống. Kèm theo gió là những tiếng sấm từ trên trời giáng xuống muốn trung mái nhà. Thằng Hùng thò tay ra khỏi mấy song sắt cửa, định kéo hai cánh cửa khép lại, thì chợt ánh mắt nó khựng lại khi thấy bóng dáng của một ai đó đang lườm khườm đào bới cái gì ở ngoài góc nhãn trong vườn. "Ủa, ai vậy? Hay là ăn trộm? Giờ này khuya lắc mà ở ngoài đó làm gì? Trời thì sắp mưa nữa." Nó căng mắt ra nhìn. Một vài tia sét xẹt ngang qua làm cho nó há hốc miệng ngạc nhiên, khi biết được người ở ngoài kia không ai khác chính là bà Nga. Bà ta cầm cán cuốc hì hục phang những cuốc thật mạnh xuống gốc cây. Đào xong, bà ta đặt mấy cái hũ sành nhỏ xíu xuống, xong xuôi lắp đất lại. Trong lúc thằng Hùng đương say mê nhìn bà ta không chớp mắt, thì bất ngờ bà ấy quay phắt người lại, nhìn thằng Hùng giận dữ tức tối, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay đầu đi vào trong sân. Ánh mắt và khuôn mặt hung tợn của bà ta dưới ánh sáng của sấm chớp làm cho nó so vai lại, rùng mình mấy cái như người rét run. Hai tay vì sợ mà thụt hẳn vào bên trong, thì bất ngờ bà Nga chìa tay ra, nắm kéo tay nó lại, áp sát cái khuôn mặt xanh lè của bà ta vào song sắt cửa. Mắt trợn trừng lên trắng dã, hằn lên từng tia giận dữ, như muốn nuốt chửng lấy nó cho bỏ cơn tức. Hùng hét lên: "Thả tay tôi ra, đau quá." Bà ta vẫn kéo mạnh tay nó ra ngoài, cốt để cho mặt thằng Hùng giáp với mặt của mình. Bà ta cất giọng đầy nghiến: "Cái thằng khốn này, mày dám rình mò tao hả?" "Không, tha cho con, tha cho con đi." Tưởng rằng bà ta làm cái gì mình, nhưng không, bà ấy bất ngờ thả tay ra, làm cho nó mất đà ngã bịch xuống đất, miệng kêu la trân trời vì đau. Rồi tiếng cười của bà ta ngưng lên, y như giọng một con ma nữ trong phim mà cười lên khoái chí. Hùng bị té đập mông xuống đất, miệng trên rỉ than đau. Tiếng kêu hét của nó lớn như vậy mà ở trong nhà ông và bố vẫn ngủ say, chẳng hề biết cái gì. Rồi bà Nga lại đưa sát cái mặt trắng bạch, trên đó là làn da nhăn nheo theo từng nếp, áp sát vào thanh cửa sổ, giọng khàn khàn mà cất lên: "Ranh con, lần sau mà dám xen vào chuyện của người khác thì đừng mong sống tiếp nha. Tao tạm tha cho mày một mạng đó." Nó chẳng hiểu bà ta đang nói cái gì, mặt mày sợ hãi tái mét, ba chân bốn cẳng gồng mình tông cửa chạy ra khỏi phòng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trong khi thì trời đang lộng gió, mưa cũng bắt đầu trút xuống thật nặng hạt. Một lúc sau, Hùng đang ngồi ngoài bàn uống nước thì thấy bà Nga đi vô. Toàn thân bà ta bị nước mưa dội cho ướt sũng,
bước chân đi tới đâu để lại bụng nước tới đó. Trong thoáng chốc dưới nền nhà toàn là dấu chân và nước của bà ta. Thấy thằng Hùng, bà ta liếc đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn nó, nhếch môi cười một cách bí hiểm. Thấy bà Nga đã trở về phòng, nó trót một chén trà ấm đưa lên miệng tu ừng ực một hơi. Nó nghĩ rằng ngồi đây cũng không phải là cách, trời vẫn còn sớm, còn lâu mới sáng. Định hồn trở lại, thằng Hùng quay bước trở về phòng. Mưa ngày một lớn hơn. Nó ngồi trên bàn học, hai mắt cay xè mà không tài nào chợp mắt được. Đã gần 3 giờ sáng, tiếng mưa rơi đì đùng ngoài hiên nghe mỗi lúc một lớn. Gió rít lên từng cơn, làm cho mấy ngọn cây nghiêng ngả qua lại, muốn bật tung cả rễ cây rạp xuống. Lâu lâu, tiếng rên ư ử của con chó nhà tôi ở ngoài hiên lại vang lên. Chắc nó đang bị nước mưa tạt vào làm ướt. Thằng Hùng thấy tội, chạy ra tháo sợi dây xích cho nó vô trong nhà. Con chó quấn lấy chân thằng Hùng một hồi, rồi chạy vào gầm giường thu mình nằm im trong đó. Hùng thở dài, chưa đêm nào nó thấy dài như đêm nay. Đột nhiên có tiếng kẽo cà kẽo kẹt, như ai đó đưa giỏng trong phòng của ông nội. Mà phòng ông làm gì có giỏng chứ? Nhà tôi không có trẻ con nên bố mẹ không mua giỏng về để nằm. Thấy lạ, thằng Hùng trón trén bước tới, gõ nhẹ nhẹ 3 tiếng lên cánh cửa gỗ. Ông ơi, ông dậy rồi hả? Nó nín thở chờ ông trả lời, nhưng lại im lặng không nghe gì. Mưa đã dịu xuống, gió vẫn lớn, sấm sét bủa vây nơi đây, cứ dội xuống mái nhà nghe như muốn nổ tung ra trăm mảnh vậy. Hùng thấy lòng dạ nóng như lửa đốt, gọi mãi ông chẳng trả lời. Nó đánh liều từ mở cửa bước vào trong. Vừa đi nó vừa gọi lên. Ông ơi, ông dậy rồi hả? Ông có muốn con làm gì cho ông không? Trong này tối om, do lúc tối ông tắt đèn đi ngủ. Mới được 2 bước thì nó sững người lại. Có cái gì đó treo lủng lẳng trên mái nhà, thõng xuống đập vào trán nó lạnh buốt. Hùng trùng mình lên một cái, đưa tay sờ cái vật trước mặt kia, và cảm nhận nó giống như bàn chân người ta, nhưng cứng đơ lạnh cống rồi. Quảng quá, nó sờ kỹ lại thì một tia sét chạy ngang qua cửa sổ lóe lên. Nó ngước mắt lên nhìn, thì nhờ vậy mà thằng Hùng mới biết ông nội treo cổ tự tử trong phòng, ở ngay chỗ cửa ra vào. Hai tay hai chân ông buông thõng, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, lưỡi thè dài ra cả tấc, mắt thì mở trừng trừng, trên khóe môi còn trĩ ra một hàng máu đỏ tươi vẫn chảy tông tổng vào trán của nó. Đầu ông ngoẹo sang một bên, nhìn vô cùng kinh hãi. Mặt thằng Hùng cắt không ra giọt máu, trán vã mồ hôi, hét lên một tiếng ác cả tiếng sấm ngoài trời. Không gian như đứng lại trong mắt nó. Ngoài trời mưa vẫn trả trích. Bố tôi nghe thấy tiếng hét của thằng Hùng, vội bật dậy chạy ra khỏi giường. Sang tới nơi thì bố tôi cũng chết sững khi thấy xác ông nội treo lủng lẳng trên mái nhà. Gió thổi thốc vào làm xác của nội đu đưa theo gió. Tiếng sợi dây thừng kéo cà kéo kẹt làm cho căn phòng càng thêm u ám. Bố tôi cũng xúc động mà gào lên. Ông bắt chiếc ghế đẩu đứng lên trên đó, ôm chân ông nội mà khóc ròng. Còn bà Nga, bà ta đứng sau cánh cửa nở một nụ cười đắc ý. Và chỉ một lúc sau, các cô, các chú, các em ùa sang nhà của tôi. Chú Viên cùng với bố bắt thang đưa ông xuống. Lúc đó tôi không có ở nhà. Mọi chuyện là sau này nghe thằng em nó kể lại. Nó nói rằng mặt ông khi mới đưa xuống nhìn kinh hãi lắm, trắng bệch như người ta chết trôi. Lưỡi ông thè dài ra chẳng chịu thụt vô. Nghe tin ông mất, tôi tức tốc quay về, quên luôn cả lời hẹn với Mộc Mộc. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau mất ông. Lúc tôi về tới nhà,
thì ông nội đã được nhập quan. Tôi vẫn kịp nhìn mặt ông lần cuối. Khi nhìn vào nơi cổ ông, tôi thắc mắc vô cùng. Tại sao ông treo cổ? Lẽ ra chỉ có vết hằn của sợi dây thừng thì mới đúng chứ. Tại sao cổ của ông lại bầm tím khắp cả một vùng lớn? Tôi đưa mắt ghé sát vào cổ ông để nhìn cho thật kỹ. Thì chợt nhận ra những vết bầm chằng chịt trên cổ ông, giống như hình những ngón tay đang xen lại với nhau. Chúng hằn lên da thịt của ông còn rất rõ. Tôi nhắm đôi mắt lại, hàn lệ cứ dậy ứa ra. Hai tay tôi nắm chặt, đôi tay cứng đơ của ông lầm bầm trong cổ họng mà không phát ra tiếng. Ông nội, có phải ông bị họ giết hay không? Con sẽ tìm ra sự thật. Bà ta quá đáng lắm rồi. Bà Nga, quân ác độc mà. Mà cũng lạ, ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao người đàn ông cồm nhôm như vậy, đi đứng chậm chạp như vậy, mà ông leo kiểu gì để thòng sợi dây thừng để tự tử chứ. Đã thế, lúc em tôi bước vào, nó bảo rằng chiếc kế đẩu vẫn nằm ở bên kia. Vậy thì ông leo lên kiểu gì, thật là khó hiểu. Nhưng ngoài tôi và thằng Hùng ra thì không một ai bận tâm đặt câu hỏi đầy nghi hoặc như vậy. Tôi biết bà Nga nhúng tay vào cái chuyện này, bởi trong tay bà ta còn nuôi cả một đám âm binh ma quỷ mà. Vậy là ông tôi đi không kịp trăn trối gì cho con cháu. Bố kéo tôi ra, bảo tôi đã tới giờ đóng nắp quan tài để ông ra đi cho thanh thản. Tiết trời se lạnh, gặp cơn mưa như trút nước đêm qua, làm cho không khí trở nên ảm đạm. Ngày tiễn ông đi, mưa phùn giăng kín lối, to chẳng to, tạnh chẳng tạnh, cứ như ông trời đang phun sương lên mặt cỏ, đọng lại những giọt nước li ti ướt át. Tiếng kèn trống, tiếng khóc thương, tiếng bước chân đưa tiễn ông về dưới đất, làm cho ai chứng kiến cũng phải bùi ngùi thương xót. Đầu vai tôi tê cứng, nhức nhối trong xương, như có một thứ gì đó đè nặng lên vai. Tóc gáy da gà nổi hết cả lên, dựng đứng. Tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi không biết A Nhĩ nó đi theo tôi về tới tận đây, nhưng nó là ai thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhớ rằng Mộc Mộc nói với tôi có dòng của một đứa trẻ đi theo, và cô đặt tên cho nó là A Nhĩ, bởi nó là dòng đối khác lang thang, không nơi nương tựa, cho nên mới được gọi là ngạ quỷ, sống vất vưởng lang thang. Bởi linh hồn của nó chưa được siêu thoát, hoặc còn một lý do nào đó mà nó làm chưa xong, vẫn lưu luyến cõi trần, để mong ước có một ai đó hoàn thành tâm nguyện cho mình rồi mới có thể đi. A Nhĩ đang ngồi chiếm trệ trên cổ của tôi. Ánh mắt nó nhìn bà Nga chăm chăm, sợ không sợ, giận không giận, chỉ là bốn mắt nhìn nhau như thể đang thăm dò đối phương. Bà Nga nhìn tôi nhếch mép cười, thấy con ngạ quỷ đang đu đưa sau lưng tôi, càng làm cho bà ta phấn khích. Mày xuất hiện đúng lúc lắm. Tao không cần tìm xác đứa trẻ con nữa, chỉ cần linh hồn của mày là đủ. A Nhĩ cũng nhìn bà ta bằng một ánh mắt đầy sự thách thức, không nói câu gì, nó chỉ cười thôi. Ông tôi nằm mãi dưới lòng đất lạnh lẽo. Sau đám tang, tôi mới nhớ ra mình có cuộc hẹn với Mộc Mộc về lá thư. Tôi móc lá thư từ trong túi ra, giơ nó lên trước mặt, nhìn nó thở dài mà trong lòng cảm giác rất tệ. Tôi biết mình không thể một mình mà chống lại bà Nga, cũng không biết họa bùa niệm chú để xua đuổi những thế lực siêu nhiên vô hình. Lúc bấy giờ chỉ còn cách là lấy Mộc Mộc làm vợ, cùng cô ấy mà chiến đấu với bà ta. Suy nghĩ mãi, đắn đo đủ thứ, ngẫm nghĩ về tương lai, tôi chắc lưỡi. Thôi kệ, kết hôn thì kết hôn, cô ấy cũng xinh đẹp dỗ dàng mà. Cất đi lá thư, tôi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, bắt xe đi Lạng Sơn để gặp Mộc Mộc. Tôi không quên đem theo lá thư bên mình,
Chắc có lẽ sếp tôi nói đúng, biết đâu lại dẫn được về nhà một người vợ. Tất cả xem nó như là định mệnh. Tôi đứng trước căn nhà mộc mộc ghi trên giấy. Ngôi nhà không lớn lắm, cũng không mới. Nhìn bên ngoài rất đổ là bình thường. Hoa cảnh được chủ nhà trồng ở đầy sân. Nhìn vào là biết gia chủ rất yêu mến thiên nhiên cây cỏ. Ở trước hiên, tôi thấy chủ nhà treo hai chiếc lồng đèn rất to, có màu đỏ tươi. Trên những cây cột được dán một mảnh giấy màu đỏ, trên đó ghi chữ Tạo mà tôi không có đọc được. Mỗi cánh cửa là một lá bùa màu vàng được vẽ chú dán lên. Cánh cửa chính thì đóng im ỉm, chỉ có một con mèo mung to đùng đang nằm lim dim phơi nắng bên cạnh khóm hoa cúc vàng đang rủ xuống. Những ánh nắng yếu ớt làm cho nó khoan khoái dễ chịu, đầu khẽ cựa quậy rồi lăn qua lăn lại, nhìn cảnh vật rất đổi bình dị. Tôi cất tiếng gọi: có ai trong nhà không vậy? Không có tiếng trả lời, tôi đánh liều đi vào trong sân. Không suy nghĩ được gì ngoài chuyện nhờ Mộc Mộc giúp đỡ. Mùi trầm hương lan tỏa đâu đây rất dễ chịu. Nghe nói loại trầm này quý lắm, không phải cứ có tiền là mua được. Tôi bước lên hiên, cứ cảm giác rằng có ai đó đang đứng phía sau lưng mà nhìn mình. Đến khi quay lại thì vẫn chẳng có gì ngoài con mèo mung, nó đang nhìn tôi chăm chăm. Nhìn ánh mắt xanh như hai hòn bi ve của nó làm cho tôi khẽ lạnh sống lưng. Tôi chưa biết phải làm gì thì đột nhiên nó nhảy phóc xuống đất, vươn vai một hồi rồi uyển chuyển bước từng bước lại chỗ tôi. Tưởng nó sẽ tấn công mình vì nhìn nó rất hung dữ. Nhưng tôi đã lầm, nó không những không tấn công tôi mà còn dụi đầu vào giày tôi, khẽ kêu lên meo meo. Tôi thở phào: Trời, mày làm xem chút nữa tao mất dưới rồi. Chợt phía sau lưng có một giọng nói rất quen cất lên: Anh tới rồi sao? Tới rồi thì vô nhà đi. Còn nữa, trước khi bước vào á thì nắm dây chuông tam thanh trung ba lần nha. Tôi làm theo. Tập tục của nhà Mộc Mộc thật khác biệt, có một chút cổ quái xen lẫn ly kỳ. Cánh cửa nhà mở ra, trước mặt tôi là Mộc Mộc. Cô ấy chìa tay về phía tôi mà im lặng. Tôi hiểu ý. Tay tôi run run lấy trong túi ra cái lá thư dính lời nguyện, làm y như lời Mộc Mộc đã dặn. Đặt lá thư vào trong lòng bàn tay cô ấy, tôi khẽ nói: Mộc Mộc à, tặng em vật này, hy vọng là em thích nó. Cô ấy nắm chặt lá thư, mắt nhìn tôi không chớp. Vài giây sau, cô thu ánh mắt lại, từ từ mở lá thư ra, đọc nhẩm mấy dòng chữ trong đó. Cầm cúc áo của tôi giơ lên ngang mặt, rồi lại cất vào trong bì thư như cũ. Cất nó vào trong túi áo, rồi dặn tôi: Lời nguyện ấy đã nghiệm lên người tôi rồi, anh đã an toàn. Tôi ấp úng không nói được gì, chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm phục. Không biết lần này tôi làm vậy có đúng hay không, khi mà đem cái lời nguyện chết chóc đó sang cho một cô gái vô tội. Một lúc sau, cô ấy mời tôi vào trong nhà. Trong đây khác hẳn với vẻ bề ngoài, rất sạch sẽ. Những tượng Phật bằng đồng trên bàn thờ được lau chùi bóng loáng, đồ đạc ngăn nắp. Mùi trầm nhang tỏa ra lan tỏa khắp nơi. Mộc Mộc rót nước mời tôi, đẩy chén trà sang trước mặt tôi. Cô ấy trầm giọng nói: 3 ngày nữa chúng ta sẽ về quê của anh. Không đám cưới, nhưng mà phải có hôn thú. Có như vậy tôi mới trở thành con cái trong dòng họ nhà anh được, đường hoàng mà bước chân vào trong nhà, không có sợ ai dèm pha hết. Tôi ngạc nhiên, sao cô ấy lại nghĩ như vậy? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì tôi sẽ cưới cô ấy đường hoàng, chứ làm gì mà sợ ai dèm pha. Cô ấy là con gái, tôi đâu thể để cho cô ấy chịu thiệt thòi. Tôi nhìn cô rồi tính nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cô ấy đưa tay lên miệng cản lời tôi lại.
Nhấp một hớp trà xong, Mộc Mộc nói tiếp. Anh không nhớ là nhà mình vừa có tang hay sao? Làm trình trang thì ai nhìn cho được? Thôi, tôi chịu thiệt một chút, chỉ cần hôn thú, chứ không cần hình thức đâu. Tôi sực nhớ ra, ông nội mình vừa mới mất. Không ngờ cô ấy lại biết luôn cả cái chuyện này. Tôi nghi hoặc hỏi, sao cô biết nhà tôi có tang? Cô... Không, tôi không có theo dõi anh, mà A Nhĩ nói cho tôi biết á. Mà nè, A Nhĩ là ai vậy? Cô nói nó đi theo tôi, mà sao tôi nhìn lại không thấy gì? Nó chỉ là một linh hồn, người trần mắt thịt như anh thì làm sao mà thấy nó được. Tôi muốn thấy nó, cô có thể giúp tôi được không? Mộc Mộc khựng lại, đặt chén trà trên tay xuống bàn, nhìn tôi dò xét thoáng chút ngạc nhiên. Giọng trầm ấm hỏi lại tôi, như thể để chắc chắn. Anh chắc chứ? Và không hối hận chứ? Ừ, tôi nói thật đó. Một khi tôi mở con mắt âm dương của anh ra, thì anh sẽ luôn nhìn thấy những thứ ghê rợn. Anh không sợ sao? Đang nôn nóng muốn biết bạn Nga kia thợ cúng ma quỷ gì trong nhà tôi, và quanh bà ta có những thế lực vô hình gì, mà bà ta lại không sợ trời không sợ đất như vậy, tôi gật đầu ngay. Ừ, tôi chắc. Ừ, vậy được thôi. Từ nay về sau á, anh sẽ nhìn thấy vong linh của người chết đó. Nói xong, Mộc Mộc chấm cây bút lông vào trong mực tàu màu đỏ, vẽ chữ bùa vào trong lòng bàn tay của mình, rồi áp nó lên trán tôi, miệng niệm đọc chú liên hồi. Một lúc sau, cô ấy rút tay lại. Xong rồi, con mắt âm dương của anh đã được khai mở rồi. Dứt lời, tôi nhìn thấy đầu tiên khi Mộc Mộc khai mở mắt âm dương cho tôi không ai khác, chính là A Nhĩ. Đó là một đứa bé gái tầm 3 tuổi, có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Nhưng làn da của nó xanh như tàu lá, hai mắt tròn xoe mà nhìn tôi. Chỉ có điều ánh mắt ấy u uất sâu thẳm lắm, hình như nó có điều gì đó muốn nói với tôi thì phải. Tôi bắt anh đợi thêm 3 ngày nữa, là tại vì lúc đó ông nội với Tử Lam mới về. Tôi không thể bỏ đi mà không chào ông được. Anh đợi tôi chứ? Tôi gật đầu. Chưa khi nào tôi thấy bối rối thật nhiều ở trước mặt một cô gái như đối với Mộc Mộc cả. Từng tia hy vọng lóe lên trong đầu. Tất cả có lẽ số phận đã an bài. Ông nội mất còn chưa dỗ tuần đầu mà bà Nga đã bắt đầu ỷ mình là dâu lớn trong nhà, tỏ uy quyền ra mặt. Ông nội ngoài mảnh đất nhà tôi đang ở ra, thì ông còn một mảnh đất trên đồi trồng cây ăn trái, đa số là trồng na và ổi, thi thoảng có một vài gốc mít, cây bưởi được trồng đan xen. Ông cha đi đột ngột, chưa kịp viết di chúc. Ông nội và bà sinh ra được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Bốn tôi là anh cả, dưới bốn là chú Phong. Chú Phong đã mất do bị tai nạn xe cách đây 4 năm. Nhà bây giờ còn thiếm lạnh và 2 em đang ở độ tuổi ăn học. Và cô út tôi tên là Bình, lấy chú Viên là người trong xóm. Theo tập tục ở quê tôi thì không chia tài sản cho con gái, chỉ phân chia cho con trai, và thường là con cả thờ cúng cha mẹ, lo dỗ quải, thì sẽ được chia phần hơn trong số những anh em còn lại. Chiều hôm đó, thím lành quậy cánh trao vừa cắt ở ruộng về, định để mai đi chợ. Chắc thím ấy muốn bán hết để dọn ruộng gieo mạ cấy trước Tết. Lúc ngang qua thửa ruộng nhà tôi, thấy bà Nga đang phạt cỏ ở bờ thì liền dừng chân, đặt cánh trao xuống. Thím tươi cười nói với bà ta, "Ôi, chị Nga, chị khỏe vậy ha? Một mình làm hết mấy sào ruộng nhẹ tên nè, em phục thiệt đó." "Ây trời ơi, có cái gì đâu mà thím phải phục với nể chứ.
còn sức thì làm, chứ không có bóc bụng vô miệng mà ăn á. Tiếm Lành nghe giọng điệu đó thì thôi không dám nói nữa, định quẩy khoan gánh đi thì bà Nga gọi giật ngược lại. À mà nè, mảnh đất trồng cây ăn trái trên đồi, tôi tính xây một cô để làm nhà ngang chứa chuột. Chắc thím cũng nghe phong phanh cái vụ đó rồi ha. Tôi tính trước mắt là mở quán ở ngoài cái sườn ao trước, sau đó tiền lời thì thu mở trên đồi, có cây cối sẽ vui mắt hơn. Thím thấy sao? Thím Lành mặt mày ủ rũ nói với bà ta. Dạ, nói thật với chị, hồi nhà em còn sống á, bố hứa sau khi qua đời sẽ chia đôi cái miếng đất đó rậm ra làm đôi, bác Tiến một nửa, nhà em một nửa. Bây giờ nếu chị làm á thì làm gọn sang một bên để sau này chia cho nó dễ. Bà Nga hừ một tiếng, chống cây cuốc xuống dụng bụng, mặt hầm hầm mà ganh tị. Cái gì? Chia đôi hả? Làm gì có chuyện vô lý đó. Nhà thím hai đứa con gái, nhà tôi thì hai thằng con trai, hai đứa hai miếng, lẽ thường tình thôi. Ai, tại tôi không đẻ được, tại tôi tuổi mãn kinh rồi. Nhưng mà con chồng tôi thì cũng như con tôi. Bây giờ thím bảo lấy một nửa miếng đất là lấy làm sao? Phải chi cô chú đẻ được con trai á, thì tôi đây cũng không có giữ đất làm cái gì. Có trách là trách cô không biết đẻ thôi. Tôi biến đi cho đẹp trời. Đúng là rảnh rang quá đi. Đi hỏi nhầm người à, hỏi luôn ngay cái đứa không biết đẻ. Thím Lành cảm thấy bị xúc phạm danh dự, thím tức lắm. Bà ta vừa nói mình đẻ không được, vậy mà bây giờ lại chê thím không biết đẻ con trai, sinh con một bề. Thế thì khác gì úp lại cái lời nói mình vừa nói ra. Thím Lành không kiềm chế được, tức giận mà cãi lên. Chị ơi, chị già mồm vừa thôi. Con cái là của trời cho, đâu phải muốn sao là được vậy. Mà sinh con một bề thì đã làm sao, còn hơn là cao điếc như chị đó. Thôi nha, tôi về. Trời đất nhìn, người cái gì mà ăn nói thiếu suy nghĩ vậy không biết nữa. Không biết sao bố lại cho chị làm vợ hai của bác Tiến à. Còn về đất cát đó, thì hôm nào hợp gia đình tôi nói với bác Tiến. Chị không có cái quyền gì mà quyết định đâu. Nói xong, Thím Lành quẩy gánh đi tiếp. Bà Nga giận tím người không nói thêm được câu gì. Ánh mắt gian ác nhìn theo cái bóng dáng nhỏ thó của Thím Lành mà tức giận lắm. Bà ta cúi xuống, bốc một nắm bùn sền sệt đưa lên ngang miệng, thổi phù vào đó 9 lần, rồi ném thẳng nắm bùn vào trong gánh trao ở trên quan gánh của Thím Lành mà nguyền rủa. Đã vậy ha, tao rủa cho mày mạt giận chết sớm, trao bán không ai mua, ngồi view mỏ chó ra rồi trưa gánh về. Thím Lành không biết mình vừa dính vào lời nguyền của bà ta. Bà ấy vẫn chưa nguôi cơn giận khi Thím Lành đối lại như vậy, thì bất chợt một con đĩa bơi ngang trước mặt. Hình như nó nghe thấy hơi người, nó bơi rất nhanh về phía bà Nga đang đứng. Bà ấy khom người xuống, bốc con đĩa cầm lên trên tay mà xem. Nó ngọ ngoại trông thật kinh tởm, nhưng bà ta thì lại ngẩng mặt lên trời mà cười lên khanh khách. Ánh mắt sắc như dao nhìn theo bóng lưng của Thím Lành, nghiến răng mà trích lên. Con khốn, mày đối đầu với tao chỉ có con đường chết thôi. Tao không một dao đâm mày được, nhưng nếu là con đĩa này sẽ làm cho mày bé mặt nhục nhã, thì liệu mày còn chỗ đứng trong cái làng này hay không đây? Bà ta tính yểm bùa vào con đĩa, vào người của Thím Lành, mà sau này tôi mới biết đó được gọi là độc trùng đĩa. Lời nguyền rủa của bà ta thật khốn kiếp. Cả phiên chợ, Thím Lành chẳng bán được một bó trao nào. Cứ hễ có người hỏi thì người ta chỉ cầm lên rồi lại đặt xuống, lắc đầu bỏ đi, cũng không thèm trả giá. Ngồi tới trưa vãn người mà gánh trao vẫn còn nguyên. Nào đâu phải trao không ngon, nó xanh mướt luôn, ấy vậy mà ế nguyên si. Thím Lành đành quẩy gánh trao đi về. Đi ngang qua cái ao cá nhà mình, tiếc trẻ, thím trụ cả gánh trao xuống ao cho cá nó rỉa. Chỉ bớt lại 3 mớ đem về để trưa nấu ăn. Nhìn thấy mà xót xa, nhưng biết làm thế nào được.
cứ ngỡ bán được trao kiếm chút đỉnh tiền, mua miếng thịt về kho cà cho hai đứa nhỏ nó ăn. Vậy mà trao bán không được một bó, Tím chặt lưỡi. Tôi đành chịu. Về trưa nay ba mẹ con mình ăn trứng chiên đỡ vậy. Gió mùa thu thoảng một chút buồn, như thấu nỗi lòng của Tím Lạnh trong lúc này. Vậy rồi bà Nga vung tiền ra sửa cái quán nhậu. Chuột thì bọn thằng Thanh gom được cũng kha khá, phải cỡ hơn 10 lòng chuột chứ chẳng chơi. Con nào con nấy béo múp, to như con mèo, vật vã nhìn thấy phát ứng. Có con lông chỗ còn chỗ mất, đuôi thì trầy da trắng hiếu, nhìn là biết đó là đám chuột cống và chuột ở trong bệnh viện tuồn ra. Hôm bà ta đưa cho thằng Thanh mấy gói thuốc, bảo nó đưa cho mấy người bẫy chuột trong bệnh viện, đặt gói thuốc vào bên trong cái bẫy thì bọn chuột sẽ như bị thôi miên, kéo tới ùn ùn, chẳng cần mệt nhọc gì đã gom được cả một bầy nằm gọn trong cái bẫy. Quán sửa nhanh lắm, có tiền thì làm cái gì cũng nhanh. Lợn bà Nga đưa hết về nhà, nhường chỗ cho bà ấy mở quán. Bố tôi chẳng hiểu ra sao, cứ như bị bùa mê thuốc lú. Bà ấy nói sao cũng nghe, mặc kệ tôi khuyên can đủ lời, vẫn cứ một hai bảo rằng kệ bà đi. Tôi đưa Mộc Mộc về nhà, Tử Lam vì lo cho chị cũng xin đi theo. Ông nội của Mộc Mộc trước khi để cháu gái của mình đi dặn dò đủ điều, ông sợ cháu mình sẽ bị thiệt thòi. Về tới nhà, tôi mời cô chú và Thím sang để bàn chuyện. Mọi người hơi bất ngờ, lúc đầu có vẻ phản đối vì nhà còn đang đội tang. Nhưng khi tôi thưa chuyện rằng bảo chúng tôi chỉ cần đi đăng ký kết hôn, làm mâm cơm cúng ra mắt tổ tiên là được. Nghe xong, cả nhà cũng đồng ý. Tôi thì đang vận đen, có chút hỷ sự, xem như xua đuổi lấn át cái hạn đi. Mọi chuyện cũng diễn ra được tốt đẹp. Mộc Mộc chính thức trở thành vợ tôi và ở lại trong nhà với danh nghĩa là con dâu. Bà Nga nhìn Mộc Mộc mà ngờ vực nghi ngờ không thôi. Ánh mắt thám thính của bà ta không phải là tôi không biết, nhưng Mộc Mộc có dặn là phải án binh bất động, đừng đánh trắng động cỏ. Muốn diệt trừ yêu ma cần dùng sức, muốn đánh bại kẻ thù thì cần dùng kế. Mộc Mộc gọi bà ta là mẹ, một mẹ, hai mẹ ngọt sớt. Làm vậy để giảm bớt đi không khí căng thẳng trong nhà. Thằng Hùng tự dưng có thêm chị dâu, rồi thêm Tử Lam nữa, nó vui lắm. Chị em suốt ngày tiếu tít bên nhau. Căn nhà của tôi từ khi có chị em Mộc Mộc về đây, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Quán xá khai trương, tôi không sang, nhưng nghe thằng Hùng về nói là bà ấy làm hoành tráng lắm. Chẳng biết cái đám thằng Thanh nghiện quen biết kiểu gì mà chúng lôi được một người dân ở tích tận Cao Bằng xuống đây làm bếp chính. Thực đơn gồm có chuột đồng luộc ép lá chanh, chuột đồng xào xả ớt, chuột đồng áp chảo, chuột đồng quay lu, rồi chuột đồng rang muối, chuột đồng nướng lá mắc mật, chuột đồng xào lăng, chuột đồng hấp cơm xé phai, chuột đồng trâu ti, chuột đồng ướp nồi đất nướng, và cuối cùng món đặc biệt là chuột đồng non nấu cháo. Nội nghe cái tên món chuột đồng non nấu cháo đã kinh hãi lắm rồi, mà khi bán lại đắt như tôm tươi. Khách muốn ăn còn phải đặt trước 2-3 ngày mới có hàng, bởi vì đâu dễ săn bắt được một ổ chuột non vừa đẻ hoặc chuột cái đang mang thai. Nhưng không biết bà ta dùng cách gì mà quán lúc nào cũng đông đúc. Chạy bàn là đám nghiện xì ke lội mắt ra, rót rượu là hai đứa con gái làng chơi, khách được tiếp đón như thượng đế. Chỉ sau nửa tháng, danh tiếng của quán cứ dậy đồn xa. Khách thập phương đổ về thưởng thức, xem có ngon như lời đồn hay không. Dạo đó quê tôi trộn ra cái món thịt chuột, nhiều người thấy bà Nga làm ăn được cũng hùa theo mà mở quán. Nhưng lạ thay, quán của họ vắng như chùa Bà Đanh, chẳng có ma nào tới. Một số nhà còn đặt chuột của bà ấy cho đám cưới, đám dỗ của nhà mình nữa. Chỉ trong một nháy mắt, món thịt chuột đồng đã nổi tiếng khắp một miền quê nghèo. Ngoài ăn nhậu ra, khách còn được xem những con chuột sống do bà ta bắt ở lồng. Và dĩ nhiên,
mấy con chuột bệnh, chuột dơ bẩn, chuột trụng lông thì bà ta đã đem giấu đi hoặc làm thịt chúng trước rồi. Mộc Mộc thì vẫn án binh bất động. Bố tôi mừng ra mặt, khen bà ấy hết lời. Nhà tôi chẳng ai dám ăn ngoài bố cả. Nhìn con chuột trần trụi lông, mất đầu, chân đuôi còn y nguyên hấp mềm lên mà tôi đã muốn phát ói ra. Không biết là người ta thấy ngon ở chỗ lạ miệng hay vì thịt của nó thơm ngon thật, chứ tôi nhìn thì đã thấy phát tổm. Nhất là cái tô cháo chuột đồng non nấu, tôi càng tổm lợm tới tận não. Bà ta lấy mấy con chuột chưa mở mắt, nấu cháo chín, rồi vốc từng vốc chuột non thả vào trong son cháo. Một lát sau, đám chuột non chín nổi lình phình trên mặt nước. Nhìn khủng khiếp là như vậy mà thằng Thanh nghiện nó húp xì sụp, nhai ngấu nghiến con chuột ở trong miệng, có khi nuốt chửng luôn vào trong bụng để tỏ rõ là món ăn rất ngon. Một hôm tôi đi dạo quanh làng vào buổi tối, Mộc Mộc và Tử Lam ở nhà. Không biết A Nhĩ có đi theo tôi hay không, nhưng tôi vốn thích cái cảm giác đi lanh quanh trong xóm, hít thở bầu không khí trong lành. Xui cho tôi, vừa ra tới đầu ngõ nhà người ta thì đã mất điện. Phía trước mặt tối om chẳng thấy gì. Tôi tính quay về thì bất thình lình có hai cái bóng đen vụt qua trước mặt. Họ đuổi bắt nhau nhưng lại không phát ra tiếng động. Tôi thấy sợ, căng mắt ra nhìn theo hướng họ chạy đi. Chớp mắt một cái, tôi đã làm mất dấu hai cái bóng đó. Xa tích đằng kia còn có ánh đèn pin yếu ớt rọi tới. Tôi dần chân cúi thấp người thở hồng hộc. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy mình đã chạy ra phía cuối làng, nơi có cây gạo cổ thụ nằm cạnh một cái miếu nhỏ. Gió nổi lên và tôi mơ hồ nhìn thấy bóng của một ai đó đang ngồi dưới gốc cây gạo, giọng trên trĩ rất khẽ thôi, nhưng đủ trót vào tai tôi cái âm thanh ấy. Tôi rón rén đi lại, chậm chậm mò mẫm từng bước. Càng tới gần, tôi càng thấy cái bóng hình đó quen thuộc lắm. Ai đó? Ai đang ngồi bên kia vậy? Đầu người ấy lắc lư qua lại, thi thoảng lại ngã trạp đầu xuống vai như muốn trôi ra khỏi cổ vậy. Tôi thoáng trùng mình, đi lại gần hơn, một lần nữa cất tiếng hỏi. Ai vậy? Tôi giúp gì được không? Vẫn không có ai trả lời. Tiếng trên ngày một lớn hơn. Hình như là người đó đang rất là đau, mà không biết đau cái gì mà trên dữ như vậy. Tôi đánh liều tiếng tới nữa, nắm vai người trước mặt mình, lại hỏi. Khuya khoắt ngồi đây làm gì? Nè, có cần tôi giúp gì không vậy? Một chất giọng thều thào vang vọng lên, nghe quen lắm. Mãi tôi mới nhận ra được, trời ơi, là giọng của nội tôi. Hoàng hả con? Lại đây, lại đây với ông nhanh lên. Tôi giật mình trục tay lại. Lạnh thật, cơ thể của ông lạnh như băng, mà ông chết rồi sao vẫn còn ngồi ở đây? Tôi cứ tưởng ông bị phán quan lên bắt đi rồi chứ. Tôi trấn an mình, một lúc sau mới hỏi. Ông ơi, sao ông lại ngồi đây? Con tưởng ông đã... Đầu của nội vẫn lắc lư qua lại. Ông đang nhức vai tê bì chân tay thì phải. Tôi thấy hai tay ông vòng lên, đấm vào bả vai thùm thụp. Ông lại gọi tôi. Mau lại đây, nhanh lên, bóp dài cho ông đi. Ông nhức mệt mỏi quá. Tôi không thể từ chối. Bàn tay tôi đặt lên bờ vai gầy trơ xương của ông, thì bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ người ông truyền qua người tôi tê buốt. Tôi so vai trùng mình mấy cái, cơ thể trung lên như cầy sấy, miệng lắp bắp nói. Ông ơi, sao người ông lạnh như vậy chứ? Ông cười khà khà, rồi từ từ xoay mặt lại. Dưới ánh trăng mờ đục, tôi thấy gương mặt ông biến dạng đi, chảy nhôm nhốp đầy máu tươi. Không chỉ mặt ông, mà cả người của ông ướt sũng đầy máu.
Tôi hoảng quá lùi lại mấy bước, chân vấp phải hòn đá, làm cho tôi mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau. May mà có A Nhĩ ở đằng sau kéo tôi trở lại. Nó trừng mắt nhìn ông tôi, rồi cất cái giọng lanh lảnh mà quát lên: "Đi đi, đồ quỷ đói, người này không thuộc về ông." Tôi ngoái lại gọi: "Ông nội, nội à, ông nội ơi." A Nhĩ kéo tôi lại, đôi mắt nó hằn lên đỏ ngầu, nhìn ông tôi tức giận mà nói tiếp: "Đi nhanh đi, nếu không linh hồn của ông tan biến bây giờ." Tôi đưa đôi tay nhuộm đầy máu của mình lên trước mặt, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào khoang mũi. A Nhĩ nhìn tôi, nó nói: "Đó không phải là ông nội, đó là một con ma đói. Chỉ cần chú Sơn hở một chút thôi là nó bắt chú theo ngay đó." Cái lúc mà con quỷ đang lao tới thì A Nhĩ kéo tôi lùi lại, nó hét lên: "Chạy, chạy đi." Phía sau lưng con quỷ, tôi thấy bà Nga đứng nhìn tôi mà cười lên. Tôi lùi lại theo phản xạ, nghĩ rằng nó tấn công mình ngay sau khi bà ta điều khiển nó. Đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiến hay lùi đều cũng chết cả. Tôi nghĩ mình tiêu đời rồi, không thể thoát nổi lòng bàn tay của ác quỷ được. A Nhĩ nhảy phốc vào trong lòng tôi, nó khẽ nói: "Lùi lại, nguy hiểm." Rồi nó phóng đôi mắt tóe lửa nhìn bà ta và cả con quỷ dữ. Đôi mắt của nó tập trung cực độ. Một lúc sau, bà ta nói: "Tranh con, xem ra mày có chút bản lĩnh đó. Nhưng để xem linh hồn của mày có thoát khỏi chiếc túi này của tao hay không." Chẳng biết chiếc túi ấy có ma lực gì, mà khi bà ta trút nó ra từ trong người mình, A Nhĩ nhìn thấy liền co trúng ngay lại, cả cơ thể trung lên bần bật. Hình như nó rất sợ thì phải. Không nói thêm câu gì, nằm gọn trong lòng tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn. "Khôn hồn thì mau ra đây, hay là để tao tự bắt mày. Tượng kim đồng tử của tao còn thiếu một linh hồn đó. Tao thấy dương khí trong người mày khá mạnh đó. Chết quan, quán khí cao thì càng tốt. Như vậy luyện kim đồng tử thì càng mạnh hơn." Bà ta giơ chiếc túi định niệm chú hút A Nhĩ vào bên trong, thì bỗng dưng Mộc Mộc và Tử Lam xuất hiện. Tử Lam nhìn A Nhĩ nói như ra lệnh: "A Nhĩ, qua đây với chị." Ánh mắt bà ta sắc như dao trong màn đêm nhìn chúng tôi, như thể muốn cứa đứt từng đứa ra làm trăm mảnh. Mộc Mộc tiến tới trước mặt bà ta, kéo cánh tay đang cầm cái túi của bà ta xuống, rồi nói: "Mẹ à, đừng vậy mà. A Nhĩ chỉ là một đứa trẻ thôi, bị mẹ dứt bỏ từ trong bụng. May mắn có chút pháp lực trong người giúp cho mình tồn tại thôi. Mẹ dơ cao đánh khẽ, con trẻ không có tội đâu." Bà ta dường như rất thích nghe những lời nịnh nọt. Nghe Mộc Mộc nói vậy liền hạ tay xuống, nhìn sang A Nhĩ nhếch môi mà cười: "Lần này tao tha cho mày đó. Nếu lần sau còn phá nữa thì đừng có trách tao ác à." Nói xong bà ta quay đi, bước chân nhẹ như gió, không phát ra tiếng động. Bộ quần áo quái dị trên người bà ta chỉ khi màn đêm buông xuống bà ta mới mặc. Nhìn nó, tôi lại nhớ tới gương mặt của mụ phù thủy trong lá thư của lời nguyện kia. Bà ta ngoảnh lại nhìn ngạ quỷ của mình mà quát lên: "Đi thôi." Lúc bấy giờ A Nhĩ nhảy xuống đất, đôi mắt nó u buồn nhìn theo hai cái bóng cho tới khi biến mất trong màn đêm. Nó quay lại nhìn tôi nói: Bà ấy là người xấu, là người xấu đó." Tôi chạm vào nó, nó vô hình. Người ngoài nếu nhìn thấy thao tác này của tôi thì chỉ nhìn thấy tôi đang chạm vào khoảng không trước mặt mình. Họ không thấy được A Nhĩ, nên hành động vừa rồi của tôi có thể xem như một kẻ lập dị. "Mộc Mộc à, sao lại tha cho bà ta vậy?" Mộc Mộc khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn xung quanh đây một lượt, rồi đáp: "Anh tưởng bà ta dễ đối phó sao? Làng này sắp gặp đại hạn rồi,
việc trước mắt không phải là hạ bà ấy, mà là tìm cách ngăn bà ta lại. Ừ, nhưng mà bằng cách nào chứ? Tôi e là chúng ta không có đủ sức nữa. Tử Lam đứng bên cạnh xen vô. Anh rể à, anh thiệt khờ đó. Ý chị em nói là phải làm sao cho cái quán thịt chuột của bà ta đóng cửa, như vậy á thì sẽ ngăn được đại dịch đó. Mộc Mộc trừng mắt nhìn Tử Lam mà trách. Lam, xem nói nấy ngốc vậy, lần sau nói như vậy nữa thì đừng có trách chị đó. Em biết rồi. Tiếng sét ái tình. Chị tôi trúng phải rồi. Anh Nhĩ à, mình về thôi. Còn ở đây á, người ta lại bảo mình làm con kỳ đà. Rồi Tử Lam dắt A Nhĩ quay về. Trời tối ôm. Mộc Mộc thở dài nói đỡ cho em gái. À, anh đừng giận nó nha. Nó chỉ mới 17 hả? Còn chưa biết suy nghĩ thấu đáo trong lời nói, hành động cũng lỗ mãn nữa. Tôi xua tay. Tôi không giận Tử Lam. Con bé hay nói thật, chỉ có những người ưa nịnh nọt mới thấy khó chịu thôi. Còn tôi thì không. Tôi và Mộc Mộc vừa đi vừa nói chuyện. Thoáng chốc, quán nhậu thịt chuột đã hiện ra trước mắt. Hai chúng tôi dừng lại, nhìn chằm chằm về hướng có ánh đèn leo lắt sáng hắt ra. Sương mù giăng kín lối, gió thổi se lạnh thôi. Tôi thấy Mộc Mộc trùng mình. Tôi hỏi cô ấy. Chúng ta về thôi, tôi không có mang theo áo khoác. Mộc Mộc không đi mà níu tay tôi lại, hất hàm về phía cái quán mà nói. Chẳng phải anh muốn biết bà ấy làm gì với những con chuột của bà ta sao? Thường mua như thế nào? Bẩn nhất là giống chuột cống. Chúng mang lại rất nhiều hạch và mầm bệnh. Những con chuột ghẻ trụng lông cũng vậy. Trong người chúng toàn là thứ gây bệnh thôi. Tôi nghe xong thì hoang mang vô cùng. Con người bà ta thật ác độc mà. Đi tới đâu cũng gieo chết chóc, chứ vì cái bản tính tham lam tàn ác của mình. Nhìn về cái dãy quán trước mặt, tôi gật đầu. Đi thì đi. Tôi cũng muốn biết bà ta làm cái gì. Anh đeo cái này bên người đi. Nó sẽ làm ác đi tính dương của anh, tránh cái bọn âm binh của bà ta phát hiện ra đó. Mộc Mộc đưa cho tôi một chiếc túi vải nhỏ, cỡ bé hơn một cái túi thơm của mấy cửa hàng hay bán. Có mùi gì đó rất hăng hăng từ bên trong tỏa ra, làm cho tôi phải hắt hơi mấy cái. Mộc Mộc cứ bảo đeo đi rồi sẽ quen thôi, có lợi chứ không có hại. Gió thổi thốc lên, đem theo sương mù. Lúc chúng tôi tiếp cận được với gian bếp, chỉ có một khe hở để nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng của cây đèn tích điện, tôi thấy bà Nga đang chửi đám người làm. Tụi bay đúng là vô tích sự mà. Chuột quanh đây không có thì đi gom mua ở nơi khác chứ. Còn nữa, tao khoái chuột cống. Tụi nó vừa to vừa nhiều thịt, làm món hấp lá chanh thì đắt khách lắm đó. Bà chủ thông cảm đi. Hay là tao bán thêm cái món má lợn, hoặc là cháo lòng tí canh. Chứ chuột không có mà khách đặt hàng cỡ này á, con e là chuột nó không kịp lớn nữa. Hơn nữa cái vụ này chúng ta phải công khai mua chuột. Mấy con đê bờ sông á, bị đám người trong làng đạo bới lên nhiều rồi. Con nghe phong phanh là có người báo lên xã. Nếu mà cứ tiếp tục thì... Nó nói tới đây thì dừng lại. Thằng Thanh nói quá đúng. Chuột đâu mà sẵn như vậy, huống chi cũng không phải là dễ bắt. Bà ta suy nghĩ một hồi thì gật gù, chắc lưỡi nói với nó. Mày nói cũng có lý, nhưng mà cháo lòng tí canh thì quá tầm thường. Tao không muốn bán cái mấy cái thứ mà người khác đã bán rồi. Vậy chứ cô muốn bán cái gì? Cứ nói con một câu đi, con đi chuẩn bị cho. Bà ta suy nghĩ giây lát, ậm ờ trong cổ họng, mãi mới trả lời thằng Thanh. Chúng ta nên bán thêm cái món bún thịt cậy đi. Mày ngày mai đi mua chó,
không làm cày tơ bảy món như người ta, mà làm tiết canh chó với bún thịt cày. Như vậy mới khác người chứ. Thằng Thanh vâng dạ. Nó quay ra tiếp tục làm thịt chuột. Tôi nghe thôi cũng muốn lợm cổ rồi. Mộc Mộc vỗ vai tôi, chỉ sang chỗ mấy thằng nó đang làm thịt mà nói rất khẽ. Anh nhìn kìa, ghê chưa? Tôi nhìn theo hướng tay của Mộc Mộc chỉ, thấy trên tay gã kia cầm một con chuột khá to. Bộ lông của nó đã bị rụng đi gần hết, có chỗ lồi da cả ra, làn da trắng bệch. Bụng Trương phình lên như đang có chữa vậy. Hắn sợ bụng con chuột rồi nói: Có lẽ mai lại được cái nồi cháo chuột bao tử rồi. Lại đắt như tôm tươi nữa coi. Hắn vừa dứt lời thì cầm con dao nhọn hoắt xiên thẳng vào cổ con chuột. Máu chảy tông tổng xuống nền gạch. Con chuột trên tay giãy giụa một hồi rồi cũng buông xuôi mà chết đi. Hắn quăng cho nó vào trong một cái nồi nước hóa chất có màu xanh nhạt. Đảo qua lật lại mấy con chuột cho ngấm nước, rồi vớt ra, thả chúng vào chiếc máy vặt lông được bà Nga đã mua tận ở đâu đó không rõ. Sau vài phút thì những con chuột trong máy quay đã trụi lũi hết lông. Bọn họ mới lấy ra mà rửa sạch. Dưới cái lỗ thoát nước, vô số những con trùng bò lên, dáng bò dày đặc, thi nhau mà chui ra khỏi ống thoát nước. Trong một chớp mắt, đám dáng bò chạy tán loạn khắp sàn nhà. Một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra ở trước mắt. Tôi xoay người lại, giật mình khi thấy một khuôn mặt máu me bê bét máu áp sát ở ngay lưng mình. Nó kẹt kẹt mũi mấy cái, hình như là đang đánh hơi. Nhưng thấy cái mùi hăng hăng từ chiếc túi mà Mộc Mộc cho tôi tỏa ra thì nó quay đầu bỏ đi. Thoáng nhìn người nó chỉ toàn một màu máu thôi. Mộc Mộc bảo tôi đó là những cái dông chết do tai nạn, cho nên cơ thể hình hài của họ không được nguyên vẹn. Một lát sau, Mộc Mộc kéo tôi trở về. Trời đã khuya lắm rồi. Trăng lên cao đứng bóng. Hai chúng tôi mò mẫm bước từng bước về nhà. Những đám mây đen thi thoảng bay ngang qua, che khuất ánh trăng trên trời. Những lúc như vậy, tôi đi mà muốn té ngã. Vậy mà cô ấy vẫn sải bước không hề sợ. Dưới ánh trăng mờ càng ánh lên một sắc tà dị. Sương đêm rơi xuống lạnh buốt. Hai tuần sau, Tiếm Lành chợt thấy bụng của mình ngày một lớn hơn, cứ như có bóng hơi trong bụng vậy. Cổ họng đau trát, mũi khẹt khẹt rất khó thở. Bà Nga cho người đi loan tin là Tiếm Lành có chữa hoang. Chồng mất lâu ngày, thèm của lạ. Tiếm Lành tức lắm, mà sức yếu không thể gồng lên chửi bà ta được. Cô tôi qua nhà nói với bà Nga: "Nè, sao chị lại nói vậy? Chị ấy xưa nay ăn ở như thế nào á, cả làng cả xóm đều biết. Bụng to chưa hẳn là có thai. Chị Lành còn chưa đi khám mà. Mình là người trong nhà, không có nên nói bậy bạ ra ngoài. Tổ người ta chê cười cho gia đạo không hòa thuận đó." Cô Bình chưa nói xong thì bà ta chống tay ngang hông, đứng chửi, làm cho cô Bình vuốt mặt không kịp. "À, mấy người ỷ đông ức hiếp tôi hả? Tao khinh. Tao nói là nó ngủ với trai có chữa đó, rồi làm gì? Sao? Đồ cái con gái già mồm như mày, lấy chồng thì theo chồng, đừng có hơi một chút chuyện lớn nhỏ trong cái nhà này mà mày xí vô." Tôi nín nhịn đã lâu, thấy cô tôi bị chửi tôi cũng tức lắm. Tôi gân cổ nói lại mấy câu thì liền bị Mộc Mộc cản lại: "Nè, anh bình tĩnh đi. Chúng ta qua nhà cô Tiếm Lành sao rồi?" Thấy chúng tôi bỏ đi, bà ấy lại nhìn theo, tung váy áo lên mà chửi với theo: "Biến hết đi, biến hết cho khuất mắt tao đi." Tôi kéo cô Bình đi theo. Cô không nói gì, bởi cô biết cố đôi co với loại người này cũng chỉ có thua thiệt mà thôi. Tới nơi, Mộc Mộc bắt mạch cho Tiếm Lành, thấy mạch đập đứt quãng, hơi thở không đều. Cô ấy nhìn Tiếm Lành mà lắc đầu nói: "Nguy rồi, Tiếm ấy bị trúng độc nặng lắm đó." Tôi và cô Út bốn mắt nhìn nhau, liếc nhìn Thím đang thở lên mệt nhọc, lại nhìn Mộc Mộc mà hỏi dồn: "Vậy là sao chứ? Qua Thím ấy vẫn đi làm ruộng bình thường mà." "Đúng rồi, chị Lành hôm qua vẫn khỏe. Gặp cô ở ngoài ruộng còn nói chuyện vui lắm á."
Mộc Mộc vẫn im lặng không trả lời. Cô lật cái băng vải ra, trong đó có rất nhiều kim châm lớn nhỏ. Cô ấy bảo cho tôi lấy một cái bát nước sôi tới, nhúng cây kim vào trong để khử trùng. Rồi bảo tôi kê cao cái gối sau gáy của thím, làm cổ thím lật ngửa ra phía sau. Mộc Mộc chọc cây kim vào trong khoang mũi, xoáy sâu vài nhịp, rồi từ từ rút ra. Tôi hoảng hốt nhìn cây kim dính đầy máu đỏ sẫm, trong khoang mũi trào ra hai hàng máu tươi. Mộc Mộc nhìn thím lạnh hỏi: Thím có đau không? Không, không đau. Thím thấy dễ chịu hơn rồi. Cô bệnh thấy lạ, vì thím lành chảy máu mũi nhiều như vậy mà lại bảo là không đau. Chạy lại lê lê tay thím mà hỏi: Chị ơi, có thiệt là chị không thấy đau hả? Máu mũi chị ra nhiều quá trời kìa. Không sao, dễ chịu lắm. Cô bệnh nghe xong chỉ biết há hốc miệng, mắt mở tròn xoe, nhìn Mộc Mộc chờ lời giải thích. Mộc Mộc xoáy mũi kim vào thêm vài lần nữa, lúc này mới chậm rãi nói: Đây không phải là máu của thím lành đâu, mọi người yên tâm đi. Ừ, chứ máu gì mà ghê vậy? Là máu đĩa đó. Cháu đâm cho nó làm tê bì nó rồi, nhưng mà phải đưa thím tới bệnh viện để cho bác sĩ mổ gấp nó ra. Việc này nằm ngoài tầm tay của cháu. Còn nữa, đây không phải là bụng bầu mà là có đĩa trong bụng. Để thêm một tuần nữa là thím chết đó. Trời, vậy là sao? Đang không mà sao lại tự dưng có đĩa trong người chứ? Là thím ấy trúng độc trùng đĩa. Nó sống trong cơ thể người và hút máu của những chỗ như khoang mũi, thực quản hay là bộ phận sinh dục. Nhưng mà trường hợp của thím lành là do có người ta yểm vô, cho nên con đĩa trong bụng mới to dần lên. Để lâu nó sẽ rút sạch máu người á, cho tới chết luôn á. Đúng lúc đó, thằng Hùng chạy sang, nó hối hả nói: Anh Hoàng ơi, đi thôi, qua nhà ông Thị mà coi. Ông mắc bệnh lạ lắm, người ta kéo nhau đi xem đông như hội vậy. Cô Út đưa thím lành đi vào trong bệnh viện. Còn tôi và Mộc Mộc theo chân thằng Hùng sang nhà ông Thụy trong xóm để nghe ngóng tình hình. Tới nơi, người ta bu kín quanh nhà của ông, tiếng bàn tán ồn ào. Thi thoảng một vài người từ trong nhà quay ra ngao ngán lắc đầu. Tôi kéo một bác lại hỏi chuyện: Bác ơi, ông Thụy bị sao vậy? Không biết sao nữa, từ đêm qua tới giờ á, người ổng cứ nổi mẩn ngứa như mày đai vậy, mà u lên cả cục cả cục, khắp người chỗ nào cũng nổi hết. Nó li ti sần sùi như là da cóc vậy, nhìn thấy ghê lắm. Mà nè, trong lòng bàn tay với cơ thể á, còn nổi mấy cái con gì đó mà nó dài ngoằn ngoèo, lúc ẩn lúc hiện. Đang chờ xe tới đưa đi bệnh viện nè. Mộc Mộc bước vào, nhìn ông Thụy đang nằm trên giường mà cào cấu khắp cơ thể của mình. Gạt bỏ nỗi sợ hãi qua một bên, cô ấy đến sát bên giường rồi nói với mọi người: Ông ấy bị nhiễm sán chó rồi. Bệnh nhân dạo gần đây có tiếp xúc hay là ăn uống cái gì mà liên quan tới thịt chó không? Bà Vân nhìn chồng trưng trưng nước mắt, đưa ống tay áo lên lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má. Bà kể: Hôm vừa rồi nhà có khách, ổng ra quán của bà Nga, vợ hai của ông Tiến á, mua về một đĩa thịt chuột nướng với một bát tiết canh chó. Tới bây giờ thì đổ bệnh nè. Trời ơi, sao mà số tôi khổ quá vậy, không biết ổng có qua khỏi hay không nữa đây. Rồi xe taxi tới, nhìn thấy ông Thụy hải khóa cũng bỏ chạy đi. Chẳng có ai dám chở người mà mặt mũi nổi mẩn biến dạng như vậy. Bà Vân đành bảo con trai chở bố mình đi bệnh viện. Người ta lại bắt đầu đồn đoán, lại nghi do tiết canh chó của quán bà Nga. Nguyên ngày hôm đó cái quán ế ẩm, chẳng có ma nào dám tới. Chưa xác định được nguồn bệnh thì quán vắng như chùa Bà Đanh. Bực mình, bà Nga ra đứng trước định mà chửi bới, nhưng là chửi đổng thôi, chứ không dám nhắc tới tên một ai. Mã cha thằng bố con mẹ nào, ghen ăn tức ở với nhà tao, ăn không nói có, đổ thừa quán nhà tao là mầm bệnh sao? Tao là tao nguyền rủa mồ mã nhà nó lên. Nếu mà tại quán tao thì tại sao bao nhiêu người ăn mà không bị, mà lại bị có mỗi một người thôi? Tụi bay gieo tiếng ác cho bà thì ắt gặp quả báo sớm thôi.
Bố xấu hổ quá chạy ra kéo bà Nga về. Chưa khi nào ông thấy vẻ mặt như bây giờ, khi mà lấy phải người đàn bà mồm mép chanh chua, ngoan ngoắt nhất trong xóm. Mộc Mộc cũng lắc đầu. Ông ấy tới số rồi, không cứu được nữa. Chúng ta vinh vào cái chuyện này để làm cho cái quán của bà ta phải đóng cửa. Ý cô là sao? Là ra tố cáo bà hả? Không phải. Chúng ta không thể đấu đá với người nhà. Bà ấy sẽ tìm cách lôi kéo khách lại bằng bất cứ giá nào. Nếu mà đã bị như vậy thì chúng ta chờ cho quán đông khách lại thì ra tay thôi. Tôi thấy kế của Mộc Mộc khá an toàn. Cứ âm thầm mà làm, vừa không mang tiếng vạch áo cho người ta xem lưng, vừa ném đá giấu tay mà không có ai biết. Phải cho bà ta một đòn chí mạng mới được. Bà ấy mới không còn cơ hội mà ngóc đầu lên. Chỉ sợ tức nước vỡ bờ, bà ta sẽ sai đám âm binh kia đi phá làng phá xóm mà thôi. Tôi lấy xe chở Mộc Mộc lên bệnh viện để thăm thím Lạnh. Đến nơi, thấy cô Bình đang ngồi ngoài hành lang chờ đợi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn thấy chúng tôi, cô giãn vẻ lo lắng ra được một chút ít. Cô kéo Mộc Mộc ra rồi nói: "Nè nè nè, con đoán bệnh như thần vậy đó. Hồi nãy bác sĩ siêu âm bảo là có đĩa trong tử cung á, nó làm kén ở trong. Hình như có tới mấy con lận. Rồi hả, nó hút thanh quản, chèn ép cả cái khoang mũi mà dẫn tới lở loét khó thở. Để lâu á, e là chị ấy đi gặp chồng mình luôn chứ không chơi đâu." "À, rồi thím sao rồi ạ?" Cô Bình hất hàm vào trong phòng mổ, miệng vẫn xích xoa lo lắng. Lâu lâu lại ngước lên nhìn bóng đèn ở trong phòng, xem nó đã tắt hay chưa. "Bác sĩ ở trong kia bắt mổ ngay lập tức. Không có biết có biến chứng gì không nữa. Sao mà khổ vậy chứ? Con thì nhỏ. Anh Phong ơi là anh Phong, anh sống khôn thác thiên, về phù hộ cho vợ con anh. Tai qua nạn khỏi để chị ấy có sức mà nuôi con chứ." Mộc Mộc im lặng. Cô ấy đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi không đoán được cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Với sự thông minh khôn khéo của mình, tôi đoán chắc Mộc Mộc đã có kế hoạch riêng. Chỉ là cô ấy không thường chia sẻ cho tôi biết mà thôi, vì một lý do nào đó. Nửa giờ sau, cánh cửa phòng mổ bật mở. Chúng tôi chồm lên vây quanh bác sĩ. Ông ấy nhìn chúng tôi cho khẽ mỉm cười. "Bệnh nhân ổn rồi, nhưng mà cổ tử cung của cô ấy bị thương nghiêm trọng, do bị đĩa hút máu và gặm nhấm ăn mòn. Phải chờ một thời gian dài mới có thể bình phục được. Thời gian này kiêng cử chuyện vợ chồng, nếu không rất dễ xuất huyết cổ tử cung mà dẫn tới tử vong đó. Một lát mọi người có thể qua thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức được rồi." Bác sĩ rời đi. Cô y tá bê cái khay để con đĩa trai cho chúng tôi xem. Thú thật thì nhìn kinh hãi vô cùng. Hai con đĩa trong khoang mũi và thực quản dài tới cả 6 phần, nó đèn bóng, miệng tét ra y như cái giò con voi. Riêng con nằm trong tử cung, trắng bệch to bè tới mấy lạng, người tròn quay như con cá đuối vậy. Hèn gì nhìn thím ấy xanh xao vàng vọt hẳn ra, chân tay gân guốc nổi lên kính mặt. Cũng may là thím Lạnh thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, sự sống vốn đã mong manh nay đã trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tăng Hùng gọi điện thoại báo cho tôi biết rằng ông Thụy đã chết. Vừa tới cổng bệnh viện thì ông ta tắt thở. Nghe đầu lúc chết, da ông ta sần sùi, nổi lên từng cục cứng ngắc, đỏ ẩn khắp người. Những con sáng ẩn giật dưới lớp da thì lồi hẳn lên, còn cửa quậy y như đang bơi dưới làn da đó. Thế là xong một kiếp người rồi. Gần trưa, tôi chở Mộc Mộc về ngang qua cổng nhà ông Thụy. Thấy chiếc xe cấp cứu của bệnh viện dừng ở ngay cổng. Xác ông ta nằm trên cáng, toàn thân được phủ một lớp vải trắng kín mặt. Tôi chạy chậm lại, nhìn chằm chằm vào cái xác, thì bỗng dưng cánh tay ông ta đang không lại trơi ra ngoài. Nhìn cánh tay biến dạng đi
vì những cái nốt ẩn đỏ mà tôi hãi hùng. Còn cảm giác như tay mình đang ngứa, chịu giống y như cánh tay ông ta vậy. Mộc Mộc chợt vỗ vai, làm cho tôi giật mình. Ê, đi thôi, đừng có nhìn nữa, anh sẽ không bị ám ảnh đâu. Chúng tôi chạy ngang qua một khúc đồng chim trũng. Mùa này nước cạn, cho nên nước chỉ lưng lưng thắt bụng thôi. Nhìn xuống mặt nước, Mộc Mộc bảo tôi dừng lại. Một bãi tăm sôi lên ùn ụt trên mặt đồng. Mộc Mộc lay cánh tay tôi chỉ xuống bên dưới, nói với giọng khẳng định. Anh Hoàng à, dừng xe lại, bên dưới có người đó, chắc chắn là có người. Thế là tôi cởi áo khoác trầm mình xuống cái đồng chim lạnh lẽo. Đặt những bước chân đầu tiên xuống, tôi trùng mình vì cái lạnh. Trời đã bắt đầu chuyển sang đông, mặt nước lúc nào cũng lạnh lạnh. Thêm một chút gió mùa thu phe phẩy, làm cho hơi lạnh ngấm vào trong da thịt. Da gà nổi hết cả lên, bùng ngập gần tới đầu gối. Tôi nhìn Mộc Mộc đứng ở trên bờ hỏi, chỗ nào vậy Mộc? Mộc Mộc không nhìn tôi, mà nhìn phía đằng xa xa kia, chỗ mấy cái tâm nước còn đang sủi lên, mà nói, cái kìa, anh tới thêm một đoạn nữa, chỗ đám trâu nổi lên á. Tôi nhìn theo hướng tay của em chỉ, đúng thật là có một đám trâu nổi lên trên mặt nước. Chỗ nước đó đục hẳn cả một vùng, như có ai đó đang ở dưới nước mà sụp bùn vậy. Ra tới nơi, tôi nhìn vào cái chỗ đó, rồi nhìn sang Mộc Mộc như muốn hỏi có phải chính xác là chỗ này hay không. Mộc gật đầu nhìn tôi. Đúng rồi, anh mò thử coi. Đừng có mò giữa trong tâm, mà hãy tìm xung quanh á. Người chết đuối cơ thể của họ bị nước cuốn đi, hoặc là lãng ra xa chỗ mà người ta ngã xuống á. Tôi làm theo lời Mộc dặn, nhưng mò mẫm mãi chẳng thấy gì. Toàn thân tôi ướt sũng, trung linh cầm cập. Cô ấy sốt ruột bảo tôi, anh chờ tôi một lát. Nói xong, Mộc chạy thẳng ra bãi tha ma sau lưng, bê một cành liễu cho chạy ra chỗ tôi đứng. Cô ấy làm phép cái gì đó, sau đó đập cành cây xuống mặt nước ba cái, miệng hô lớn, nói. Lời vừa dứt thì ngay chỗ tôi đang đứng là một cái xác nổi lập lờ lên trên mặt nước. Chưa nhìn rõ mặt, chỉ thấy bộ quần áo là quần jean, mặc áo sơ mi trên người, chân tay co quắp lại, mặt úp sấp xuống nước. Gió thổi tới làm cho mặt nước sóng sánh, cái xác cũng vậy mà lay động. Tôi chết sững người. Cảm giác sống lưng lạnh buốt, tay chân tê cứng không một chút phản ứng được. Có lẽ vừa lạnh vừa sợ làm cho tôi đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ khi Mộc Mộc hét lên, tôi mới choàng tỉnh ra. Anh Hoàng à, mau kéo cái xác vào đây, cậu đi báo công an nữa. Tôi trung lên như cậy sấy vì lạnh, hai đầu khối đã ê buốt rồi. Bùn quá sâu làm cho tôi chật vật mãi mới lôi được cái xác lên bờ. Lên tới nơi, Mộc bảo tôi cởi chiếc áo ướt ra, đưa cho tôi cái áo khoác mặc vào trong người. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra là thằng Toàn, con nhà bác Nghĩa người làng tôi. Chỉ có điều cái thằng này xưa nay nổi tiếng là ngoan, học giỏi, lễ phép. Vậy mà tại sao nó lại chết thảm như thế này? Nó với thằng Hùng nhà tôi là bạn học chung một lớp, thi thoảng hai đứa nó còn đèo nhau đi học. Nếu như thằng Hùng biết được chuyện này, chắc nó sẽ đau lòng lắm đây. Trời tắt nắng, tôi quay sang Mộc Mộc. Lạnh quá. Anh dậy thay quần áo đi, kéo nhiễm lạnh bây giờ đó. Còn nữa, ngậm cái này vô miệng, nó sẽ giữ ấm cơ thể cho. Thế là cô ấy đưa cho tôi một miếng vỏ cây. Nó có vị cay cay như vỏ quế vậy, không mùi. Vị cay tới đâu, nó làm cho cơ thể tôi ấm lên tới đó. Tay tôi bớt trùng, chân cũng hết tê. Tôi dặn Mộc Mộc ở lại cẩn thận, một lát thay quần áo xong tôi sẽ quay trở lại ngay. Tôi chạy xe về nhà thay quần áo. Khi trở ra thì đã thấy công an và người đi đường vây kín. Họ đang hỏi Mộc Mộc để lấy lời khai. Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tôi lại và nói, anh ấy là chồng tôi, là người đã tìm và đưa cái xác lên bờ đó. Tôi gật đầu chào họ. Lúc nãy đi ngang qua nhà ông Nghĩa, tôi đã báo cho hai bác ấy một câu. Nghe tôi báo xong, cả nhà đổ ra đây xem thực hư mọi chuyện.
Bà Thảo là vợ bác Nghĩa ôm chầm lấy xác con trai mà gào khóc lên trần trời. Ai đứng đó cũng lấy làm xót thương. Họ kéo xác thằng Tuấn ở xuống khúc bên dưới, đặt vào trong một cái tấm bạc rồi quay lại, mổ banh xác nó ra như mổ lợn. Nghe bảo rằng mổ đi khám nghiệm tử thi. Xác minh ban đầu cho thấy thằng Tuấn chích ma túy quá liều mà chết đi. Tứ chi bầm tím do máu bầm động lại. Tôi cũng nghe nói mấy thằng bị sốc thuốc, nếu như người quen phát hiện kịp thời, dùng kim chích vào các đầu ngón tay để cho máu chảy ra ngoài thì sẽ cứu được. Nên người ta đoán rằng thằng Tuấn chích ma túy quá liều, không làm chủ được bản thân rồi ngã xuống cánh đồng chim mà chết đi. Bà Thảo không tin lời họ, tay bà vỗ ngực thùm thụp mà gào lên: "Không được nói con tôi nghiện, con tôi không có nghiện, nó không có nghiện mà." Rồi bà quá đau lòng, ngã trạp xuống đất bất tỉnh đi. Anh Trọng là con trai lớn của bà, phải dìu mẹ trở về nhà. Chỉ còn bác Nghĩa đứng nhìn người ta mổ bụng con mình ra mà đau xót vô cùng. Nhưng nói gì thì nói, bản thân tôi không tin là thằng Tuấn nghiện ngập. Nó hiện như cục đất vậy, chẳng to tiếng với ai bao giờ. Gia đình nó nghèo, nhưng nó được cái học giỏi ham học. Vậy mà nói nó nghiện, làm sao tin đây? Anh không có tin thằng Tuấn á, nó nghiện tới mức mạng đâu. Sao cũng tin được. Mộc Mộc kéo tôi đi về. Cô ấy bảo tôi không cần ở lại đây nữa, có công an lo, và họ sẽ tự điều tra ra nguyên nhân. Lúc chúng tôi trẻ đám đông ra ngoài, cô nắm lấy tay tôi, đặt một vật kỳ lạ vào trong lòng bàn tay rồi nói: "Nè, cậu ấy chết gì cái này nè." Trong lòng bàn tay tôi bây giờ là một mảnh nhỏ như chiếc lá. Tôi ngơ ngác giơ nó lên nhìn rồi lắc đầu: "Mộc à, nói cho anh biết coi, cái lá này là lá gì vậy?" "Anh không biết loại lá này đâu, tại vì đa phần á, nó mọc hoang ở những cái triền núi phía Tây Bắc. Người ta gọi là lá cươi đó." "Hả? Lá cươi hả? Không lẽ cái loại này nó có độc tố mạnh sao?" "Lá cươi á, thường được những thầy lang dùng để trị bệnh ngoài da, như là ghẻ lở, hắc lào, lang ben á, hay là nắm móng tay, nắm móng chân. Và đặc biệt chỉ bôi ngoài da thôi chứ không được uống. Nhưng một số thầy bà lại lợi dụng cái điểm yếu này của lá cươi để mà chế nó thành độc để mà hại người ta. Cũng có khi là để diệt côn trùng gây hại cho mùa màng, như là diệt bọ ngậy, rồi dùng cả diệt làm thuốc diệt chuột nữa, hay là để bắt cá. Người ta chỉ cần đổ cái nước mà có chiết xuất từ lá cươi xuống dưới một con mương nhỏ hoặc là một con suối thì cá sẽ bị ngộ độc mà nổi lên á." Tôi đã hiểu rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, sau chuỗi lại hết mọi việc, tôi nói: "Vậy là thằng Tuấn nó bị người ta giết, rồi sau đó tiêm ma túy vào trong cơ thể của nó để mà đánh lạc hướng cơ quan công an." Mộc gật đầu, nói thêm một câu: "Là bà ấy á, nhưng mà không biết động cơ của bà ta là gì. Cũng có thể giết người bịt đầu mối cho nên mới sát hại cô ấy. Bà ta là người trên đó mà, không khó để cho bà biết tới cái loại lá độc dược này." Tội nghiệp thằng bé, hiền lành có hiếu mà lại chết sớm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghê rợn một ai đó như đối với bạn Nga. Đã thế lại còn phải ở chung một nhà, ăn cùng một bàn với người đàn bà độc ác như vậy. Nửa đêm, gió thổi thốc từ bên ngoài vào trong phòng, đem theo hơi sương lạnh. Tôi sờ tay qua Mộc Mộc thì thấy chăn gối lạnh tanh. Tôi giật mình ngồi bật lên, vén màn căng mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng cũng không thấy cô ấy đâu. Vội xỏ đôi dép vào chân, chạy ra mở cửa phòng để bước ra bên ngoài. Thấy bà Nga đã cúng bái xong xuôi, không còn ở ngoài kia, tôi khẽ gọi: "Mộc à, em có ở ngoài này không?" Gọi tới 3 lần thì A Nhĩ đu từ trên đỉnh ngọn cây xuống, ôm chầm lấy chân. Đôi tay bé xíu lạnh ngắt của nó làm cho tôi ớn lạnh. Nó dường như biết tôi sợ, nó cất tiếng nói: "Chú đi tìm chị Mộc hả?" "Ừ, A Nhĩ có biết cô Mộc Mộc đi đâu không?" Nó gật đầu,
chỉ ra phía ngoài cổng rồi nói: "Đằng kia, chị ấy với chị Tử Lam á đi hướng kia rồi, đi từ nãy tới giờ á." Tôi ngoái cổ lên nhìn, dặn A Nhĩ ở nhà để cho tôi đi tìm cô ấy. Nó bảo sẽ đi theo và nhất quyết không chịu ở lại. Tôi chạy vào bên trong mặc thêm một cái áo, cầm cái đèn pin ra tới cổng thì tôi chợt khựng lại. "A Nhĩ à, đi thôi." Trời tối đen như mực. Đuổi theo một đoạn, tôi chỉ thấy ánh đèn pin ở phía xa rọi lại, leo lắc sáng rồi vụt tắt đi. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, tâm can xoắn vặn cả lại, chỉ sợ họ sẽ gặp phải kẻ xấu. Thân gái nhà lành mà sao cả hai ra ngoài lúc nửa đêm như thế này, ngộ nhỡ không may gặp đám dân quậy quọ thì phải biết làm sao. Tôi vừa đi như chạy, xé màn sương đêm, đi nhanh nhất có thể. Trời hôm nay không trăng không sao. "Chị Mộc à, nguy hiểm lắm, dừng lại đi chị." Tiếng Tử Lam trong đêm cố cản chị mình lại. Cô không hiểu sao Mộc Mộc cố nhúng tay vào cái chuyện này. Tôi và cô ấy bảo yêu nhau thì chưa, vợ chồng cũng chưa, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Không chỉ có Tử Lam, mà ngay cả tôi cũng không hiểu Mộc Mộc giúp tôi gì cái gì. Hôm gặp mặt ông nội của cô ấy, tôi tưởng rằng mình sẽ bị ông giáo huấn cho một trận. Không ngờ, ẩn sâu trong vẻ mặt khó tính đó lại là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Ông ấy không la mắng gì tôi, chỉ ân cần dặn tôi phải chăm sóc cho hai cô cháu gái của mình thật tốt. Tiếng của Tử Lam vang vọng lên: "Mộc Mộc à, chị có nghe em nói gì không? Nguy hiểm lắm, mình mau về thôi." Mộc Mộc vẫn im lặng bước đi, chân nhanh thoăn thoắt không sợ vấp ngã, nối với em gái mình: "Em quay lại đi, chuyện này chỉ cần chị làm là đủ rồi." "Không, chị không về thì em đi theo chị, chờ em với. Mộc Mộc à." Tiếng bước chân nhẹ bẩn, đám thằng Thanh ở bên trong không hay biết gì. Mộc Mộc đốt một cây nhang, sau đó đút nó vào trong cái khe hở của cánh cửa. Khói tỏa vào trong phòng, chẳng biết mùi nhang có cái gì mà cả đám ngay sau đó lăn ra đất nằm ngủ đi. Tiếng ngáy vang lên như sấm. Cô ấy quay lại nói với Tử Lam: "Xong rồi, hành động nhanh đi, để rút." Dứt lời, hai chị em Mộc Mộc cậy cửa bước vào trong. Nhìn thúng thịt chuột được làm xong trắng hiếu mà đã muốn buồn nôn. Ở bên kia, dưới nền nhà, những con chuột vừa được cắt tiết vẫn còn nằm la liệt dưới đất. Mộc Mộc đưa cho Tử Lam một gói thuốc bột, bảo cô ấy tẩm hết chúng vào trong cái thúng thịt chuột. Xong xuôi, Mộc Mộc để lại y nguyên như cũ. Cô ấy lấy ra một cái thúng khá cao đặt bên trong góc phòng, tò mò mở ra xem. Vừa mở, cô ấy phải bịt miệng mà chạy ra bên ngoài. Tử Lam thấy lạ cũng ngó đầu vào xem, rồi cũng chạy ra ngoài nôn ói: "Trời ơi, tởm quá. Bà ta làm cái quái gì mà ghê quá vậy?" Thì ra bên trong thùng là một đống chuột chết thối, rồi bò bám kín, bò lúc nhúc từ trong cơ thể của những con chuột ra. Nhỏ có, lớn có, con nào con nấy căng mọng. Có một điều lạ là những con chuột đều đang có chữa. Chuột mẹ thì chết, mà chuột con thì vẫn còn đang kêu chinh chít, chui ra ngoe ngoẩy từ trong bụng mẹ. Đột nhiên, có tiếng bạn Nga từ phía sau lưng quát lớn: "Ai đó?" Mộc Mộc và Tử Lam giật mình. Họ thấy bóng dáng của bà ta tiến lại, ngay một sát cái chỗ mình đang đứng. Tử Lam níu vạt áo của chị, cái thì thầm bên tai: Chị ơi, bà ấy." Mộc Mộc chưa kịp trả lời em thì ở trước mặt, giọng bà ta lại vang vọng: "Tao hỏi lại, ai ở ngoài kia?" Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Mẹ Kế Là Phù Thủy, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé.
Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.